Chào các bạn đã quay trở lại với Anh Dũng Vision. Hôm nay chúng ta bàn luận về tiểu đoàn Azov là một cái tiểu đoàn tân phát xít cực hữu ở Ukraine và chiến trận đối với Chechnya, tức là các anh hùng gặp nhau ở ngõ nhỏ đây. Và cũng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video này trong vòng 6 phút và cũng không quên nhấn đăng ký và chia sẻ. Xin cảm ơn. Azov là một đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu, có đến 900 thành viên là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Đơn vị này ban đầu được lập nên bởi một nhóm tình nguyện viên từ tháng 5 năm 2014, từ nền tảng là các nhóm dân tộc cực đoan Patriot Ukraine và nhóm có tư tưởng tân phát xít Social National Assembly. Cả hai nhóm trên đều bị cáo buộc có tư tưởng bài ngoại tân phát xít và có những hành động bạo lực với người di cư, cộng đồng người Roma và những người phản đối quan điểm của họ. Là một tiểu đoàn thì nhóm này đã chiến đấu trên tiền tuyến chống lại các lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, ở miền đông Ukraine. Vài tháng sau khi giành được quyền kiểm soát thành phố cảng biển chiến lược Mariupol từ tay ly khai ở miền đông, tiểu đoàn Azov chính thức trở thành một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 12 tháng 11 năm 2014, và đơn vị này đã được cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mô tả là những chiến binh tốt nhất của chúng ta và những tình nguyện nguyên tốt nhất. Tiểu đoàn này từng được chỉ đạo bởi Andriy Bletsky, là người đứng đầu trong hai nhóm Patriot of Ukraine thành lập năm 2005 và SNA thành lập năm 2008. SNA bị cáo buộc là thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm thiểu số ở Ukraine. Ông Bletsky, 42 tuổi, được bầu vào Quốc hội Ukraine năm 2014 và ông rời tiểu đoàn Azov vì quy định của Ukraine là các chính trị gia cũng được tham gia vào lực lượng quân đội hay cảnh sát, và ông Bletsky làm nghị sĩ Ukraine đến năm 2019. Phải tới năm 2014 thì tiểu đoàn Azov mới nhận được sự hỗ trợ của bộ đội vụ Ukraine khi chính phủ này quan ngại rằng quân đội của họ chưa đủ mạnh để chống lại phe ly khai thân Nga và phải dựa vào các lực lượng tình nguyện bán quân sự. Có thể nói tiểu đoàn Azov là đơn vị dân quân được thành lập ở miền Tây Ukraine, nổi tiếng với tư tưởng cực hữu và có tinh thần chiến đấu rất cao. Và các đơn vị vệ binh Chechnya là lực lượng vũ trang của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nổi tiếng là những chiến binh thiện chiến và từng tham chiến chống khủng bố tại chiến trường Syria. Thì hiện nay vệ binh của Chechnya và một số lực lượng thân Nga đang bao vây thành phố Mariupol, là thành phố cảng ở phía nam ở Ukraine, trong thế áp đảo. Thì theo phân tích của các chuyên gia quân sự thì ngoại trừ hướng ra biển thì Mariupol đã bị quân Nga bao vây ở ba hướng còn lại. Nếu không có sự tiếp viện từ bên ngoài hoặc một phá đảo thành công trong vòng vây ấy, thì hàng vạn quân Ukraine sẽ bị bao vây trong khu đô thị, chỉ còn hai lựa chọn, một là tử thủ, hai là đầu hàng. Đây cũng là dấu chấm hết theo nghĩa đen cho tiểu đoàn Azov sau những thành tích đẫm máu trong quá khứ và sự khiêu khích nhằm một người Chechnya trước chiến dịch. Hôm 27 tháng 2, thì trang web chính thức của tiểu đoàn Azov đã gọi là Chechnya là chư hầu của Nga và xúc phạm tôn giáo của người Chechnya theo Hồi giáo. Những chiến binh của tiểu đoàn Azov trước đó thậm chí còn tuyên bố sẽ xóa sổ vệ binh Chechnya tại ngoại ô Mariupol. Do vậy, đích thân lãnh đạo Chechnya Raman Kadyrov đã ra lệnh cho vệ binh Chechnya đang tham chiến chiến dịch đặc biệt ở Ukraine phải tiêu diệt quét sạch tiểu đoàn Azov trong thời điểm này. Và tin tức mới nhất cho thấy, trong lực lượng đặc biệt Nga tấn công Mariupol, ngoài vệ binh Chechnya còn có lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố SSO của Nga và lực lượng ISIS Hunter, tức là thợ săn IS, trở về từ chiến trường Syria. Thì thợ săn IS, tức là IS, ám chỉ những đơn vị đặc biệt của quân đội Nga, và lực lượng này là nỗi ám ảnh với các tay súng khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại chiến trường Syria trong thời gian qua. Theo thông tin thì thành phần này chủ yếu gồm các cựu quân nhân Nga đã xuất ngũ. Các binh sĩ Ukraine cũng được nghe về năng lực của các thợ săn IS tại chiến trường Syria. Dù những kẻ khủng bố IS nổi tiếng với sự hiếu chiến nhưng đều khiếp sợ khi nghe tên của lực lượng này. Sau 12 giờ giao tranh ác liệt thì các tay súng Chechnya đã đánh tan một phần lực lượng chính của tiểu đoàn Azov bị bao vây ở ngoại ô Mariupol và đồng thời chiếm được cờ hiệu của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 quân đội Ukraine. Ngay trong trận đụng độ đầu tiên hôm 3 tháng 3 thì tiểu đoàn Azov đã không thể hiện đúng màu sắc của mình là mạnh mẽ và khô khan như tuyên bố trước đó.
chứ hỏa lực áp đảo của quân đội Nga và việc phải chạm mặt với người Chechnya, tiểu đoàn Azov đã nhanh chóng vỡ trận và tìm cách bỏ chạy, nhưng có vẻ họ đã không thể thoát thân. Báo chí Nga đưa tin vào rạng sáng ngày 3 tháng 3, quân đội Nga đã phát hiện một trực thăng vận tải quân sự Ukraine bay cực thấp ở ngoài ô Mariupol và bắn hạ. Tất cả 10 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có 7 người đeo biểu tượng tiểu đoàn Azov. Việc bao vây Mariupol và đóng cửa hoàn toàn lối ra của quân đội Ukraine ở biển Azov có nghĩa là cuộc bao vây chiến lược của quân đội Nga đối với miền đông và miền trung Ukraine đã hoàn tất. Việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol và phá hủy căn cứ của lực lượng tiểu đoàn Azov kiêu ngạo nhất Ukraine là vô cùng có lợi cho cuộc đàm phán đang diễn ra và đòn giáng mạnh vào niềm tin chiến đấu của quân đội Ukraine. Còn về phần tiểu đoàn Azov là một nhóm vũ trang cực hữu mà ngay cả Mỹ cũng không ủng hộ. Mỹ đã cấm Kiev chuyển giao vũ khí cho Mỹ do Mỹ viện trợ cho tiểu đoàn này. Việc quân đội Nga đưa vệ binh Chechnya và thợ săn IS đến Mariupol cho thấy là Nga quyết tâm xóa sổ tiểu đoàn Azov, đồng thời đánh quỵ tinh thần cực đoan của một số lực lượng tại Ukraine đang có xu hướng trỗi dậy tại nước này trong thời gian qua.